Không còn cảnh điều hiu thương người, hàng hóa đã bắt đầu nhiều hơn. Tiểu thương cũng tất bật chuẩn bị cho những đơn hàng dịp Tết. Các chợ truyền thống nay đã khoác lên mình một diện mạo mới, lấy lại sức sống nhộn nhịp vốn có cho mình. Hiện tại bây giờ ai cũng là phấn khởi hết. Bây giờ mình đã khỏe mà được ngồi đây mua bán, rồi tất cả chợ nhộn nhịp thế này rất là hạnh phúc thôi. Trước đây mình bị đóng băng thì ai cũng lo, thứ nhất là về tinh thần, thứ gì là về sức khỏe, rồi là tiền bạc mình cũng bị không có nữa. Bây giờ thì mặc dầu là ít, bán ít nhưng mà rất hạnh phúc. Tới cái thời điểm này á, là Tết tới rồi thì mua bán thì nó nhộn nhịp hơn, đông đúc hơn chút so với cái trước lúc mà dịch đó. Nó nhộn nhịp, nó đắt hơn. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán 2022. Đây cũng là dịp mua sắm chủ lực của năm. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nguồn cung của nhiều ngành hàng bị khống chế. Thế nhưng giá bán vẫn không tăng nhằm phục vụ người dân trong dịp mua sắm cuối năm. Chợ của mình là cũng bán được lắm rồi. Theo như tôi thấy đó là chợ cũng đông đúc so với những ngày khác. Lực mua của khách hàng đã tăng lên rồi đó. Giá cả cũng ổn định, không đến nỗi lên giá. Hiện tại bây giờ mới 13, 14 âm lịch mà đồ tất cả các mặt hàng đã được gần hết rồi. Tôi nghĩ rằng là tới ngày 20 âm lịch sẽ hết hàng. Và những người mà đi mua lẻ thì chắc chắn là không có hàng để mua. Hiện tại bây giờ chẳng hạn như mứt bí, đăng, mứt sen, mấy cái đó rất là khan hiếm. Ngày xưa thì mấy cái đó là chủ lực, bây giờ là không có nữa. Việc bình ổn giá của các sản phẩm đã góp phần giúp người dân bớt đi nhiều gánh nặng về chi phí mua sắm. Nhịp độ buôn bán đã bắt đầu khởi sắc, người dân cũng rục rịch mua sắm chuẩn bị đón Tết với tâm trạng hồ hởi tươi vui. Bây giờ thì mới có tới rằm thôi, thành ra về tôi mua để mà chủ yếu cho bà con, cho bạn bè. Tại vì nó ở xa mình phải gửi trước, còn khi nào mà mua cho mình thì gần tới khoảng chừng 20 mấy Tết thì tôi mới mua cho gia đình. Rất là nhộn nhịp, cũng mừng lắm, thấy là Tết rồi thấy dịch giả nó cũng giảm bớt, thành ra tôi cũng thấy là cũng vui, rồi thấy là không khí rồi thấy bán buôn cũng nhiều, thấy người ta đi sắm Tết cũng nói chung cũng 2/3. Mặc dù nguồn cung hàng hóa bị giảm so với những năm trước, tuy nhiên các tiểu thương vẫn đảm bảo sự đa dạng cho các mặt hàng. Bên cạnh đó, chất lượng hàng hóa cũng được chú trọng giúp cho người dân an tâm mua sắm cho dịp Tết. Theo như là tôi dự đoán là bây giờ đến Tết là chắc phải tăng thôi. Tăng so với những ngày vừa qua, khi bán được rất là mừng. Chợ đông thì tôi vui lắm chứ. Chợ buôn bán mà mấy chục năm rồi, chợ mà ế nó buồn dữ lắm. Sau thời gian dài đóng băng vì dịch bệnh, giờ đây không khí tại các chợ tấp nập, hoạt động kinh doanh trở nên có sức sống hơn bao giờ hết. Đây chính là bước đệm góp phần tạo nên diện mạo mới cho thị trường tiêu dùng.